Nóng, luật sư tung trích xuất camera, tố cáo người bố tiếp tay dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, liên quan đến việc vụ bé Vân Anh bị bạo hành đến tử vong, mới đây đã có tin tức mới nhất. Trong trích xuất camera, Nguyễn Kim Trung Thái, tức là bố ruột của em bé Vân Anh, chẳng những không có động thái can ngăn, ngược lại còn tiếp tay cho người tình bạo hành con gái. Theo luật sư, Thái mới là kẻ chủ mưu trong việc hành hạ gây ra án thương tâm. Liên quan đến vụ việc bé Vân Anh 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành gây rúng động dư luận, sau thời gian thụ lý và nghiên cứu hồ sơ, thông tin mới nhất dự kiến ngày 21 tháng 7, tòa gia đình và người chưa thành niên, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án ra xét xử. Theo cáo trạng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố về tội giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, khung hình phạt đến tử hình và tội hành hạ người khác. Ba của cháu là Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Là một trong bốn luật sư tham gia bào chữa bảo vệ quyền lợi cho bé gái 8 tuổi, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội gây xúc động khi tuyên bố sẽ hỗ trợ pháp lý hoàn toàn miễn phí. Anh thường xuyên di chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp gỡ gia đình, trao đổi trực tiếp để thu thập bằng chứng. Mới đây, thông qua trang Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm không giấu được sự bức xúc khi nhắc đến tội trạng của bố bé Vân Anh. Trong thời gian sinh sống tại căn hộ, Trung Thái mặc dù chứng kiến tội ác của bạn gái nhưng không có động thái can ngăn, thậm chí còn tham gia tiếp tay. Bé Vân Anh bị xâm phạm một cách dã man. Phía dưới bài viết, luật sư Nguyễn Anh Thơm còn đính kèm thêm nhiều hình ảnh đau lòng được trích xuất từ camera. Không ai có thể tưởng tượng được tội ác mà Trung Thái và người tình đã trút lên người bé gái 8 tuổi. Trước khi phiên tòa được diễn ra, luật sư Thơm nhận định Thái mới là kẻ chủ mưu trong việc hành hạ, còn Trang là người thực hành tích cực, là kẻ trực tiếp sử dụng vũ lực. Nguyên văn chia sẻ của luật sư Nguyễn Anh Thơm: ai là kẻ chủ mưu, người bố lạnh lùng và tàn ác nhất trong lịch sử? Chiều tối ngày 26 tháng 6, 2022, luật sư Thơm đã trực tiếp trao đổi với chị luật sư Trần Ngọc Nữ về những vấn đề liên quan đến việc xét xử sắp tới, đặc biệt là vai trò của người bố Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án này là cực kỳ vô nhân tính, ác độc, lạnh lùng và không đáng được tồn tại trong cuộc đời này. Theo quan điểm của luật sư, hành vi phạm tội của Trang trong suốt quá trình bạo hành cháu dẫn đến án mạng xảy ra vào ngày 22 tháng 12, 2021 đều có sự liên quan trực tiếp với Thái về mặt vật chất và tinh thần. Trang có thể tra tấn cháu và có sự thống nhất ý chí của Thái thì Trang mới dám thực hiện. Bọn chúng đã cùng trút thù tức vào cháu. Thái lạnh lùng, vô nhân tính, ngồi bên cạnh nhìn Trang đứng tra tấn cháu rất man rợ bằng các thủ đoạn tàn độc. Mặt khác, Thái cũng rất nhiều lần cùng Trang trực tiếp lột chuồng cháu, vô cớ đánh dã man rồi bắt cháu chui vào chuồng chó. Bọn chúng đã không coi cháu là một con người nên chúng cũng không muốn cháu còn tồn tại trên cuộc đời này. Kể từ ngày 7 tháng 12, 2021 là ngày chúng bắt đầu hành hung cháu. Cháu Vân Anh đáng yêu như một thiên thần nhỏ bé nhưng số phận đã không may mắn khi sống chung cùng cặp đôi ác quỷ. Ác quỷ đòi lốt người, đó chính lại là người bố. Chúng điên cuồng tra tấn cháu dù cháu rất ngoan, chịu thương, chịu khó học và phụ giúp việc nhà. Chúng bắt cháu lau nhà rồi vô cớ dùng ống kim loại vụt cháu. Cháu học bài thì chúng vô cớ lột quần áo, bắt quỳ rồi đánh cháu. Còn rất rất nhiều bằng chứng tố cáo tội ác của chúng cùng chung mục đích là đánh cháu có thể dẫn tới hậu quả tử vong trước ngày 22 tháng 12, 2021 là ngày mà Trang ở nhà trực tiếp giết cháu. Dù Thái ngày này không ở nhà cùng Trang tham gia giết cháu, nhưng Thái đều biết hậu quả có thể xảy ra khi trực tiếp xem camera qua điện thoại của mình. Bởi vì camera điện thoại kết nối với phòng ngủ, Thái bỏ mặc cho Trang tự do tra tấn cháu dã man, tàn ác như những lần trước đó. Vì Thái chính là kẻ chủ mưu, mặc nhiên để cho Trang tự do thực hiện tội ác xâm phạm tính mạng của con ruột mình. Như vậy, theo quan điểm của luật sư thì Thái mới chính là kẻ chủ mưu trong việc hành hạ, giết con. Trang là người thực hành tích cực, là kẻ trực tiếp sử dụng vũ lực để giết cháu Vân Anh. Do đó, Thái và Trang đồng phạm và cùng phải chịu trách nhiệm chung về các tội giết người, hành hạ con. Là đúng với bản chất hành động tội ác mà chúng đã gây ra thì mới đảm bảo công lý, công bằng xã hội. Công lý sẽ phải thực thi để chính linh hồn con được siêu thoát.